Ước mơ của gia đình tôi, đường đi làm thuận tiện hơn, không gian sống thoải mái hơn, và có nhiều hơn những giây phút trọn vẹn cùng nhau. Tại Victoria Village, gia đình tôi có được tất cả những điều mong ước. Khu dân cư phức hợp cao cấp Victoria Village, tọa lạc tại trung tâm hành chính quận 2, sở hữu 4 mặt tiền đường lớn, gồm Đồng Văn Cống, Trương Văn Bang, Lâm Quang Ki, Nguyễn Mộng Tuân, dễ dàng tiếp cận đến các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tận hưởng trọn vẹn tiện ích ngoại khu đa dạng như trung tâm thương mại lớn, hệ thống trường học công lập và quốc tế, bệnh viện, khu thể dục thể thao, khu đô thị Thủ Thiêm. Hệ thống tiện ích nội khu hiện đại trong lòng dự án, lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu với công viên hoàng gia 5.000m², hồ bơi tràn, mang đến những giây phút thư thái và giá trị cho cả gia đình. Với diện tích đa dạng, thiết kế hướng đến sự tiện nghi, hiện đại, phù hợp với nhiều nhu cầu của gia đình, Victoria Village mang lại không gian sống thoải mái, ấm áp và an cư cho gia chủ. Victoria Village là chắt lọc những tinh hoa trong ý tưởng về một phố Âu hiện đại giữa lòng Sài Gòn. Novaland, cho cuộc sống bừng sáng.